sẽ hỗ trợ cho phó giáo sư Hạnh có thể trình bày rõ ràng cái bài của mình để các bạn có thể ứng dụng thuận tiện. Xin mời phó giáo sư Hạnh. Vâng. Kính thưa phó giáo sư tiến sĩ Đặng Quốc Tuấn, chủ tọa đoàn. Kính thưa các thầy cô, các quý đồng nghiệp, thì tôi cũng xin thay mặt cho ban biên soạn được trình bày một cái phần tiếp theo, đấy là điều trị nấm phổi Aspergillus xâm lấn. Vừa rồi thầy Tuấn có nói là thôi, đáng nhẽ là phần này tôi trình bày, cô trình bày phần kia, nhưng mà vì cùng viết thì vừa thì thôi, các đều giống nhau cả thì tôi trình bày. Về như các anh chị cũng vừa nghe thì là cái chẩn đoán thì nó sẽ có là chẩn đoán chắc chắn, chẩn đoán có khả năng, có nhiều khả năng và chẩn đoán có thể. Thế thì điều trị thì nó cũng đi theo như vậy. Tuy nhiên là trong cái hướng dẫn này thì chúng tôi có đề xuất các cái hình thức điều trị. Thứ nhất là điều trị mục tiêu, tức là điều trị đích trong những trường hợp chẩn đoán xác định. Thứ hai là điều trị định hướng, tức là điều trị theo kinh nghiệm cho những cái bệnh nhân mà có khả năng hoặc là có thể nhiễm nấm. Và thứ ba là điều trị cho đối tượng có nguy cơ cao. Thế thì điều trị nấm Aspergillus phổi xâm lấn về nguyên tắc là phải điều trị khởi trị sớm ngay khi có chẩn đoán. Thời gian điều trị thường là kéo dài từ 6 đến 12 tuần, thậm chí là có thể hơn. Cái đó thì cái độ dài bao nhiêu thì nó sẽ tùy thuộc vào lâm sàng, tùy thuộc vào các cái chẩn đoán hình ảnh hoặc là các cái về mặt mô bệnh học cũng về mặt các cái xét nghiệm huyết thanh học hay là PCR. Có thể xem xét điều trị phối hợp khi mà nghi ngờ kháng trị với lại các thuốc kháng nấm tiêu chuẩn, và điều trị ngoại khoa thì hiếm khi đặt ra, chỉ đặt ra trong trường hợp mà có ho máu nặng, có tổn thương gần mạch máu lớn, hoại tử nhiều. Ở đây thì nấm Aspergillus như vừa rồi thầy Tuấn trình bày là nó sẽ có Aspergillus phổi xâm lấn, Aspergilloma tức là u nấm phổi và nấm phổi phế quản dị ứng. Thì Aspergilloma thì nó sẽ điều trị là khác, và đối với ABPA thì nó cũng sẽ là điều trị khác. Còn cái phần trình bày của tôi là Aspergillus xâm lấn phổi. Các thuốc kháng nấm thì chúng ta có các nhóm, nhóm azole, nhóm polien, nhóm echinocandin và 5-fluoxytosin. Thì chúng ta thấy là nhóm 5-fluoxytosin ở Việt Nam chúng ta chưa có. Chúng ta có nhiều đại diện của nhóm azole và nhóm polien thì chúng ta cũng chỉ có amphotericin B desoxycholate và amphotericin B phức hợp lipid ở thị trường chúng ta. Còn lại là liposomal amphotericin B hay là amphotericin B hệ phân tán keo thì chúng ta không có. Về cơ chế tác động thì các loại ví dụ như là nhóm azole thì nó sẽ ức chế cytochrome P450 và 14 alpha dimethylase giảm tổng hợp ergosterol của màng tế bào nấm. Đối với nhóm polyen thì nó gắn với ergosterol của màng tế bào nấm làm rò rỉ tế bào nấm, màng tế bào nấm. Và nhóm echinocandin thì nó ức chế tổng hợp beta-1-D-glucan, cũng là thành phần thiết yếu trong màng tế bào nấm. Còn nhóm 5-fluoxytosin thì nó ức chế cái tổng hợp chimidialase và cũng gây chết tế bào nấm. Amphotericin B thì nó sẽ có bốn dạng bào chế như tôi vừa trình bày, và chúng ta chỉ có hai dạng, đó là amphotericin B desoxycholate và amphotericin B phức hợp lipid. Thế thì đối với amphotericin B thì nó có một cái độc tính, đó là độc tính trên thận rất là phổ biến, đặc biệt là amphotericin B desoxycholate hay chúng ta còn gọi là amphotericin B dạng tiêu chuẩn. Đấy. Và đặc biệt là nó sẽ có nguy cơ rất là cao nếu như mà sử dụng đồng thời với lại các thuốc có độc tính trên thận, thuốc lợi tiểu, hay là ngay từ ban đầu đã có chức năng thận bất thường, hoặc là những cái bệnh nhân chẳng hạn như là tiểu đường dùng thuốc kéo dài với cái liều tích lũy cao. Đối với những trường hợp mà creatinine máu trên 260 microlit thì nên dừng thuốc sử dụng hoặc là giảm liều và theo dõi các cái xét nghiệm. Thì chúng tôi khi mà dùng amphotericin B thì chúng tôi sẽ phải theo dõi chức năng gan thận, điện dài, cho đặc biệt là chức năng thận ít nhất là 2 lần trong một tuần. Các cái dạng bào chế lipid
của amphotericin B được chứng minh là có độc tính trên thận thấp rất nhiều, thấp hơn rất nhiều cho so với amphotericin B dạng tiêu chuẩn. Điều này thì cũng thực tế là đã chứng minh trên thực hành lâm sàng khi chúng tôi sử dụng. Dạng bào chế liposome của amphotericin B thì cũng giúp giảm độc tính ở trên thận. Đây là các cái đăng tải trên trong cái tạp chí New England Journal năm 1999. Thì thấy là cái dung nạp của amphotericin B liposomal và amphotericin B dạng quy ước của bệnh nhân giảm bạch cầu trung tính, sốt dài dẳng. Thì thấy rằng là rõ ràng là những cái đối tượng mà có sử dụng cái amphotericin B mà dạng tiêu chuẩn đó thì cái độc tính của nó sẽ là cao hơn, độc tính trên thận và các cái độc tính khác thì sẽ là cao hơn. Đối với lại amphotericin B phức hợp lipid khi mà so sánh với amphotericin B dạng tiêu chuẩn thì nó sẽ giảm cái nguy cơ độc tính do mọi nguyên nhân, giảm nguy cơ tử vong do mọi nguyên nhân và giảm độc tính trên thận. Cái này nó có một cái lipid kép và nó gắn với có cái ái lực rất cao đối với ergosterol của màng tế bào nấm, nhưng mà đối với tế bào của thận thì nó không cao, do đó mà nó cũng giảm được cái độc tính. Về so sánh dạng bào chế lipid và dạng quy ước thì có thể thấy rằng là về mặt hiệu quả thì nó tương đương nhau, nhưng mà về mặt độc tính đối với thận thì rõ ràng là cái dạng mà bào chế dạng lipid thì nó cho cái nó giảm được cái độc tính trên thận rất là nhiều hơn. Những cái tác dụng không mong muốn thì ngoài cái mà độc tính trên thận thì nó có thể có các cái phản ứng liên quan đến tiêm truyền, ví dụ thường là xuất hiện vào cái ngày đầu tiên, có thể là khi truyền thì xuất hiện sốt, rét run rồi buồn nôn, nôn tụt huyết áp, và đôi khi chúng ta cứ sợ đấy là sốc phản vệ. Đấy. Nhưng mà thực ra nó là cái phản ứng do mình truyền thuốc nhanh, và để làm cái giảm cái tác động này thì người ta thường là sẽ truyền chậm đi, rồi thì là dùng thêm một số thuốc, ví dụ như các cái thuốc corticoid hay là các cái thuốc giảm cái tác dụng này trên trong quá trình truyền. Voriconazole thì là một cái azole mà được lựa chọn ưu tiên trong điều trị aspergillus phổi. Đấy. Và đối với voriconazole thì những cái tác dụng phụ không mong muốn của nó thì thường gặp là tăng huyết áp, rồi tác dụng lên tiêu hóa, rồi đau đầu mờ mắt, rồi vân vân. Và những cái tác dụng nghiêm trọng trên tim mạch thì có thể gây ngừng tim, loạn nhịp tim, trên tiêu hóa thì viêm tụy, ứ mật, vàng da, hoặc là suy thận, hoặc thận các cái sốc phản vệ như là các cái thuốc khác. Itraconazole thì là các cái thuốc chỉ định khi mà các cái thuốc lựa chọn hàng đầu không hiệu quả, hoặc là có trong chỉ định, ví dụ bao gồm như trong các cái trường hợp như là nhiễm nấm histoplasmosis, nhiễm aspergillus candida hoặc là cryptococcus. Thế thì đối với itraconazole thì nó cơ chế tác động nó cũng tương tự như các azole khác, và nó hấp thu nhanh qua đường tiêu hóa, sinh khả dụng đường uống khoảng 55%, chuyển hóa mạnh qua gan, và tác dụng phụ của nó cũng gặp về trên tim mạch, tiêu hóa, gan mật, thần kinh, vân vân. Những cái tác dụng nghiêm trọng thì cũng có thể gây suy tim, sung huyết, viêm tụy, rồi các cái phản ứng phản vệ, phù phổi. Caspofungin thì là một cái echinocandin, nó đặc hiệu cho nấm candida và nó có tác dụng trên biofilm candida. Tuy nhiên là đối với nấm aspergillus thì nó chỉ có tác dụng kìm khuẩn. Và vừa rồi thì cũng có một bạn đã hỏi tôi là bạn ấy có một bệnh nhân bị nấm aspergillus, bạn ấy dùng fluconazole và lâm sàng thì cải thiện, nhưng mà x-quang thì hoàn toàn không cải thiện, bạn ấy bảo làm gì tiếp theo? Thực ra fluconazole thì nó trên nấm candida, còn aspergillus thì đòi hỏi hoặc là voriconazole hoặc là aspergillus. Và echinocandin, caspofungin thì sẽ được chỉ định khi mà các cái thuốc khác kháng nấm aspergillus tiêu chuẩn khác không có tác dụng. Nó cũng có một số tác dụng phụ không mong muốn tương tự như là các cái thuốc kháng nấm khác. Thế về điều trị cụ thể thì điều trị đặc hiệu đối với nấm phổi aspergillus xâm lấn, tức là điều trị mục tiêu,
thì cái lựa chọn ưu tiên hàng đầu đấy là voriconazole. Tuy nhiên thì voriconazole thì hiện nay là chúng ta cũng đường tiêm truyền là chưa được bảo hiểm y tế chi trả, đường uống thì được bảo hiểm y tế chi trả có 50%, và vì thế cũng sẽ khó khăn trong cái việc lựa chọn. Isavuconazole thì chúng ta chưa có. Như vậy cái lựa chọn thay thế của chúng ta là amphotericin B liposomal hoặc là amphotericin B phức hợp lipid hoặc là caspofungin. Tuy nhiên là amphotericin B liposomal thì chúng ta cũng chưa có. Do đó amphotericin B phức hợp lipid sẽ là lựa chọn tiếp theo trong cái lựa chọn cho điều trị nấm phổi Aspergillus đặc hiệu. Đối với trong cái điều trị đặc hiệu này thì vẫn chia ra từng nhóm. Nhóm bệnh nhân ghép tế bào gốc tạo máu khác loài có giảm bạch cầu hoặc là không giảm bạch cầu hạt, và nhóm khác không có giảm bạch cầu hạt với các cái mức độ ưu tiên giảm dần. Tức là voriconazole lựa chọn đầu tiên, tiếp đến hoặc là amphotericin B liposomal, hoặc là caspofungin, hoặc là amphotericin B phức hợp lipid. Chúng ta có thể lựa chọn theo thứ tự ưu tiên giảm dần. Đối với lại nhóm bệnh nhân giảm bạch cầu hạt không ghép tế bào gốc tạo máu thì cái lựa chọn đầu tiên đấy là isavuconazole. Và nhóm bệnh nhân có ho máu đe dọa tính mạng thì ngoài cái việc các cái điều trị bằng thuốc thì có thể áp dụng bằng các cái biện pháp ví dụ như là nút mạch hoặc là phẫu thuật cầm máu. Đối với lại Aspergillus nhiễm khí phế quản xâm lấn thì dùng thuốc kháng nấm nhóm azole nếu còn nhạy cảm, hoặc amphotericin B phức hợp lipid, hạn chế tối thiểu các cái thúc đẩy các cái gọi là các cái tác động thúc đẩy tình trạng suy giảm miễn dịch, ví dụ như là hóa chất hoặc các thuốc ức chế miễn dịch. Đây là một cái bảng và trong cái hướng dẫn có để mà các cái lựa chọn điều trị đặc hiệu thì bao gồm có lựa chọn ưu tiên đấy là voriconazole, lựa chọn thay thế là amphotericin B liposomal và các cái lựa chọn khác là amphotericin B phức hợp lipid hoặc là caspofungin, hoặc là các cái thuốc khác như posaconazole. Về điều trị theo kinh nghiệm, tức là điều trị cho những đối tượng có nhiều khả năng nhiễm nấm hoặc là có thể nhiễm nấm thì sẽ chia ra các cái nhóm. Đối với nhóm có bạch máu ác tính, có hóa trị hay là ghép tế bào gốc tạo máu, giảm bạch cầu hạt, sốt trên 38 độ C và dùng kháng sinh đường tiêm trên 96 giờ không cải thiện thì các cái thuốc lựa chọn điều trị ưu tiên cũng là theo thứ tự giảm dần là voriconazole, amphotericin B liposomal hoặc là amphotericin B phức hợp lipid, itraconazole, caspofungin hoặc là micafungin. Đối với bệnh nhân có sốt, có tổn thương phổi mà đã làm các cái xét nghiệm loại trừ các nguyên nhân ví dụ như là do lao và cũng không đáp ứng với lại kháng sinh thì ở một số nhóm bệnh nhân chọn lọc như thế này, tức là những bệnh nhân mà có suy tinh ngực có thâm nhiễm mới và có hoặc là tổn thương tắc mạch hoặc là tổn thương ăn mòn mạch máu, có ho ra máu, hay là những bệnh nhân mà điều trị tại các cái khoa có mật độ bào tử nấm cao, hoặc là ghép tạng đặc, ung thư, bệnh nhân điều trị corticosteroid kéo dài trên 3 tuần hoặc là các cái thuốc ức chế miễn dịch, bệnh nhân có lạm dụng rượu bia, COPD phối hợp hoặc là không phối hợp với các cái bệnh phổi cấu trúc ví dụ như là giãn phế quản, ARDS tiến triển, xơ gan nằm tại khoa ICU quá 7 ngày, các cái khác như là suy gan hay là viêm phổi do virus cúm, bỏng nặng, phẫu thuật tiêu hóa phức tạp, vân vân. Thì thuốc kháng nấm được khuyến cáo, thuốc đầu tay vẫn là voriconazole, thuốc điều trị thay thế là amphotericin B và theo thứ tự ưu tiên tương tự như là trong cái thuốc điều trị đích. Về điều trị cho đối tượng có nguy cơ cao, tức là điều trị theo kinh nghiệm thì đối với nhóm bệnh nhân không có bệnh máu ác tính, tức là những bệnh nhân ghép tạng đặc này, bệnh nhân HIV có CD4 dưới 100 tế bào trên ml này, bệnh nhân nằm ICU này, bệnh nhân điều trị các thuốc ức chế TNF alpha, các thuốc kháng thể đơn dòng ví dụ như là rituximab hay là daclizumab vân vân. Thế thì đối với những cái nhóm bệnh nhân này thì cái lựa chọn ưu tiên cho điều trị dự phòng đấy là echinocandin, là caspofungin hoặc là liposomal
amphotericin B hoặc là amphotericin B phức hợp lipid. Tiếp đến là voriconazole, rồi là itraconazole, thì là những cái lựa chọn tiếp theo. Đối với lại nhóm bệnh nhân mà mắc bệnh tế bào máu ác tính thì bệnh nhân sẽ mắc một trong các cái bệnh như là bệnh máu ác tính, bệnh bạch cầu cấp này, ghép tủy đồng loài, bạch cầu với cái bạch cầu trung tính là dưới 500 trên 1 lít, có rối loạn sinh tủy. Thì các cái thuốc lựa chọn đấy là posaconazole hoặc là liposomal amphotericin B hoặc là voriconazole. Thì chúng ta có thể lựa chọn. Thế còn tiếp theo là một cái gọi là cái điều trị cứu cánh, tức là những cái điều trị ở trên không hiệu quả và được chỉ định khi mà tình trạng người bệnh tiến triển xấu đi ngay trong khi mà chúng ta đang điều trị thuốc kháng nấm. Tuy nhiên là trước khi kết luận rằng là cái nguyên nhân xấu đi do thuốc kháng nấm không có hiệu quả thì cần phải xem xét kỹ lưỡng tổng thể các cái yếu tố liên quan, ví dụ như mức độ nặng, ví dụ như tốc độ và sự lan rộng của nhiễm khuẩn kèm theo các bệnh lý phối hợp và có những cái căn nguyên mới cần phải loại trừ. Thì chiến lược điều trị cứu cánh bao gồm là thay đổi các cái thuốc kháng nấm thuộc các nhóm khác nhau có tác dụng đối với aspergillus, điều chỉnh hoặc là đảo ngược cái tình trạng ức chế miễn dịch nếu có thể, và phẫu thuật cắt bỏ các cái tổ chức hoại tử trong các cái trường hợp có chỉ định, và có thể phối hợp các cái thuốc kháng nấm khác nhau nếu nhiễm aspergillus xâm lấn kháng trị. Sử dụng các thuốc kháng nấm nhóm triazole cho liệu pháp điều trị cứu cánh thì cần xem xét một cách cụ thể, tổng thể. Ví dụ, thuốc kháng nấm triazole đã dùng trước đó chưa? Các yếu tố nguy cơ của người bệnh, các yếu tố về dược lực học cũng như là dược độ học của thuốc và khả năng đề kháng với lại các cái thuốc kháng nấm triazole. Các biện pháp cải thiện hay đảo ngược miễn dịch trong điều trị cứu cánh thì có thể giảm liều hoặc là bỏ hoàn toàn các cái thuốc ức chế miễn dịch nếu có thể. Đối với những cái bệnh nhân mà giảm bạch cầu hạt thì xem xét dùng các cái thuốc kích thích bạch cầu và có thể dùng interferon gamma tái tổ hợp để dự phòng ở những cái bệnh nhân u hạt mãn tính. Vấn đề phối hợp thuốc kháng nấm thì không được khuyến cáo phối hợp điều trị thuốc kháng nấm như là một lựa chọn đầu tay cho tất cả các cái trường hợp nhiễm nấm và nghi ngờ nhiễm nấm xâm lấn aspergillus. Trường hợp nếu mà voriconazole có mix là bằng 2 mg trên 1 ml thì có thể phối hợp voriconazole và echinocandin hoặc là dùng amphotericin B đơn độc, ví dụ như là nhiễm nấm aspergillus ở những cái bệnh nhân mà có bệnh phổi mãn tính, ví dụ giãn phế quản COPD. Trong trường hợp mà voriconazole có MIC trên 2 mg trên 1 ml thì cái lựa chọn amphotericin B liposomal hoặc là amphotericin B phức hợp lipid voriconazole và kết hợp với anidulafulin hoặc là posaconazole kết hợp với caspofungin, thì đấy là những cái lựa chọn có thể. Tóm lại thì với cái vấn đề điều trị nhiễm nấm aspergillus thì cũng khá là phức tạp với các cái nhóm điều trị khác nhau, vì cái việc chẩn đoán của chúng ta cũng đại bộ phận là không chắc chắn, do đó chủ yếu là chúng ta điều trị theo kinh nghiệm, và nếu điều trị theo kinh nghiệm được khởi đầu sớm thì cải thiện được cái tử vong của bệnh nhân. Lựa chọn thuốc thì vẫn tùy theo từng trường hợp để mà lựa chọn. Tùy theo từng trường hợp thì cái thuốc kháng nấm ưu tiên vẫn là voriconazole. Các thuốc thay thế thì có các cái amphotericin B với các cái dạng bào chế khác nhau. Trong đó thì amphotericin B phức hợp lipid được lựa chọn ưu tiên bởi vì những cái amphotericin B desoxycholate tiêu chuẩn thì khá là độc với thận. Còn amphotericin B liposomal thì chúng ta cũng chưa có. Ngoài ra thì caspofungin cũng có thể được sử dụng trong các cái trường hợp điều trị kháng trị với những cái thuốc tiêu chuẩn. Thời gian điều trị thì tùy thuộc vào đáp ứng lâm sàng, có thể là 6 đến 12 tuần. Trân trọng cảm ơn sự chú ý lắng nghe của các quý thầy cô, các anh chị.